Có rất nhiều tuyệt chiêu trên Internet dạy mọi người làm giàu với những ý tưởng kỳ quặc đã thúc đẩy cuộc sống nghèo khó, chẳng hạn như yêu cầu mọi người không ăn trưa, không mua cà phê đắt tiền, cắt tóc thật ngắn để tiết kiệm tiền. Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng không có nghĩa là bạn phải miễn cưỡng và cố ý hạ thấp chất lượng cuộc sống. Daniel Ali, một chuyên gia kinh doanh và nhà tài phiệt tự thân, ủng hộ cuộc sống giàu sang. Ông tin rằng hy sinh những thú vui nhỏ bé đơn giản đó không những không giàu mà còn khiến người ta thất vọng hơn. Vậy làm thế nào chúng ta có thể thực sự tích lũy của cải? Câu trả lời nằm ở mô hình tư duy kiếm tiền. Con đường trở nên giàu có, trước hết phải thay đổi quan niệm về tiền và điều chỉnh các ý tưởng để tạo ra kết quả tích cực và tìm ra giá trị của chính mình. Và 6 sai lầm phổ biến trong quản lý tài chính ngay sau đây sẽ giúp bạn nhận diện và loại bỏ những hòn đá ngăn cản bước đi đến thành công của bạn. Cùng tìm hiểu đó là những gì nhé! Thứ nhất, không biết cách đầu tư vào bản thân. Không phải chỉ mới gần đây người ta mới nhắc đến việc liên tục hoàn thiện và học tập các kỹ năng là rất quan trọng với sự nghiệp. Tỷ phú đầu tư thế giới Warren Buffett đã từng nói, đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt. Bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này. Quan điểm này tuy đã tồn tại từ lâu nhưng không bao giờ lỗi mốt. Nâng cao kỹ năng không chỉ để có một công việc tốt hơn mà còn giúp bạn làm việc một cách thoải mái nhất rồi trở nên giàu có. Đầu tư vào bản thân bằng cách theo đuổi và làm những điều mình thích xuất phát từ một tư duy tổng thể là hãy làm thật nhiều để chuẩn bị cho tương lai. Nhiều người muốn dựa vào ông chủ của họ để giáo dục và đào tạo hoặc cung cấp sách và tài liệu cho mình. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn thành công, vấn đề giáo dục và đào tạo bạn phải tự mình làm, bạn phải đầu tư vào bản thân. Đầu tư tiền bạc vào kinh doanh để lập nghiệp là điều rất nhiều các bạn trẻ hiện nay đang thực hiện. Nhưng không có điều gì có thể chắc chắn dự án đó sẽ thành công và đem lại lợi nhuận. Thay vào đó, hãy đầu tư vào bản thân trước tiên, vì không ai có thể cướp đi năng lực của bạn. Thứ hai, lạm dụng thẻ tín dụng. Không thể phủ nhận tiện ích của thẻ tín dụng trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên, nó lại là một con dao hai lưỡi khiến bạn dễ dàng vung tay quá chán mà không nhận ra. Theo thời gian, bạn sẽ dần trở nên phụ thuộc vào việc vay mượn qua thẻ. Cứ chi tiêu rồi lại gồng gánh khoản nợ, lãi cao. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định sử dụng chiếc thẻ tín dụng tiện lợi này. Một tuyệt chiêu bạn có thể làm là cân nhắc kỹ lưỡng đâu là nợ xấu, những khoản chi khiến bạn tốn tiền, khấu hao nhanh nhưng không mang tới lợi ích gì. Và đâu là nợ tốt, khoản vay có thể giúp bạn gia tăng giá trị bản thân hay tài sản. Lấy ví dụ, cùng là việc dùng thẻ tín dụng để trả góp một laptop mới. Nếu bạn mua chỉ với mục đích cho bằng bạn, bằng bè và để giải trí cá nhân thì đó là nợ xấu. Và bạn không nên chi tiền để tránh việc thâm hụt ngân sách. Còn nếu mua để phục vụ cho công việc viết lách kinh doanh tự do thì đó lại là nợ tốt. Và bạn có khả năng bù lại số tiền đầu tư cho chiếc máy bằng nguồn thu nhập mới kiếm được. Thẻ tín dụng có rất nhiều tiện ích như có thể dễ dàng mua sắm một món hàng ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào chỉ bằng việc click chuột và có thể mặc sức mua trước, trả sau mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên việc này lại dẫn tới việc chi tiêu vung tay quá chán, khiến bạn rơi vào những khoản nợ nần quá mức với thẻ tín dụng. Nếu bạn muốn trở thành một người giàu có, bạn nên sử dụng thẻ tín dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình và không sử dụng nó để vay mượn không cần thiết. Thứ ba, trả tiền thế chấp. Vay tiền mua nhà là chuyện thường, nhưng vay tiền sẽ khiến người ta bận rộn với tiền bạc mà không bao giờ được yên. Còn thế chấp thì chắc số tiền phải bỏ ra gấp đôi. Người giàu sẽ thuê nhà khi họ không có tiền cho đến khi họ có thể mua nhà bằng tiền mặt. Hơn nữa, mua nhà trước khi có thể xử lý các trách nhiệm tài chính có liên quan sẽ nhanh chóng làm suy yếu tình hình tài chính của bạn. Một ngôi nhà lớn hơn không đồng nghĩa với việc nó sẽ tốt hơn, trừ khi bạn có một gia đình lớn. Mục tiêu của người trẻ hiện nay thường là một ngôi nhà đáp ứng nhu cầu cá nhân và làm nền tảng định cư thay vì những ngôi nhà đồ sộ. Có nhiều người gặp rắc rối khi thanh toán chi phí liên quan đến nhà cửa. Các chuyên gia tư vấn tài chính khuyên người mua nhà nên để dành khoảng 1/3 thu nhập của mình cho nhà ở. Thứ tư, trì hoãn tiết kiệm. Những người sau khi thanh toán hóa đơn chỉ còn lại một ít tiền có thể rơi vào cái bẫy tâm lý trì hoãn tiết kiệm. Suy nghĩ này thực sự sai lầm và nguy hiểm, vì khi chúng ta già đi, các chi phí sinh hoạt cũng trở nên đắt đỏ hơn. Để vươn lên về tài chính, bạn cần sống dưới mức thu nhập của mình. Hãy tận dụng nguồn thu nhập bổ sung như tiền thưởng, tiền tăng lương hoặc thăng chức để tiết kiệm và thực hiện các mục tiêu tài chính lớn hơn. Có thể rất khó để nhìn thấy kết quả của việc không đầu tư vào một tài khoản hưu trí. Bởi vì không có một sự hài lòng cố định nào trong việc tiết kiệm cho việc nghỉ hưu, nên có thể rất khó có động lực. Mỗi ngày, bạn chỉ hoãn việc tiết kiệm cho việc nghỉ hưu của mình là bạn đang làm đau chính bản thân của bạn. Bởi vì tỷ suất phần trăm trong các tài khoản hưu trí, tiền của bạn sẽ được cộng dồn lãi suất theo thời gian. Thời gian là từ khóa ở đây.
Nếu bạn bắt đầu sớm, bạn sẽ thực sự tạo ra đồng tiền khôn ngoan cho đến khi bạn nghỉ hưu. Thời gian tốt nhất để bắt đầu một tài khoản nghỉ hưu nghiêm túc là khi sớm nhất có thể. Vì vậy, hãy bắt đầu ngay bây giờ các bạn nhé. Thứ 5, mua hàng kém chất lượng. Những người định hướng về giá hoặc những người thích sử dụng phiếu giảm giá có thể không chấp nhận điều này. Nhưng như câu nói, ở đời cái gì cũng có giá của nó. Vì vậy, đừng ham hàng rẻ mà hãy mua những sản phẩm tốt nhất. Ví dụ, mua một chiếc áo 400.000 đồng dùng được trong 4 năm sẽ tốt hơn mua một chiếc áo 40.000 đồng chỉ có thể mặc trong 1 năm. Khi mua sắm, người quản lý tài chính giỏi không nhìn giá mà nhìn vào tính hữu dụng của sản phẩm hàng ngày. Một số thứ tưởng chừng rẻ tiền nhưng chất lượng kém, cuối cùng khiến bạn phải chi nhiều tiền hơn để thay thế. Ngược lại, nếu sản phẩm giá cao đồng nghĩa với chất lượng tốt, có thể sử dụng được lâu dài, thì xét về bài toán kinh tế, giá cả bằng số tiền bỏ ra mua, thời gian sử dụng, bạn sẽ có lời hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần suy nghĩ nghiêm túc về nhu cầu thực tế của bản thân. Hầu hết chúng ta thường lãng phí tiền vào những thứ bản thân không sử dụng đến. Đừng bốc đồng, hãy dành thời gian suy nghĩ thật nghiêm túc trước khi mua món đồ bạn thích. Nếu bạn không thực sự cần thì không nên mua. Thứ 6, làm việc vì tiền. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng làm việc vì tiền là chuyện đương nhiên. Nhưng người giàu lại suy nghĩ khác. Họ để tiền bạc làm việc cho bản thân. Trong mắt người giàu, sự giàu có của họ là sản phẩm phụ của việc phục vụ thị trường và đóng góp cho xã hội. Đây là lý do tại sao người giàu không bao giờ làm việc vì tiền. Ngoài ra, đối với người giàu, làm việc chăm chỉ, vất vả chỉ là một giải pháp tạm thời. Đối với người nghèo, tình trạng đó kéo dài mãi mãi. Nếu người nghèo nhìn đồng đô la chỉ như một đô la để trao đổi lấy một thứ gì đó họ muốn ngay bây giờ, thì người giàu lại coi đó như một hạt giống, có thể gieo trồng để thu hoạch hàng trăm đô la khác, để rồi chúng có thể được gieo trồng tiếp nhằm thu hoạch hàng nghìn đô la khác nữa. Do đó, muốn là người chiến thắng trong cuộc chơi tài chính, mục tiêu là phải kiếm đủ thu nhập thụ động để trang trải cho lối sống mong ước của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ trở nên tự do về tài chính khi thu nhập thụ động của bạn lớn hơn các khoản chi tiêu của bạn. Nếu không sở hữu những kênh đầu tư thụ động, bạn sẽ không bao giờ có thể ngừng làm việc. Đóng góp hàng tháng vào các quỹ hưu trí được chỉ định là điều cần thiết để có quãng thời gian nghỉ hưu thoải mái. Tận dụng các tài khoản hưu trí được hoãn thuế và kế hoạch do ban lãnh đạo tài trợ. Tìm hiểu quỹ khoảng thời gian cho các khoản đầu tư và những rủi ro có thể nhận phải. Nếu có thể, hãy tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ năng lực để có sự điều chỉnh cần thiết. Hãy bắt đầu thay đổi tương lai tài chính của bạn ngay hôm nay và xây dựng nguồn thu nhập